Nhà đẹp Tân Á, xin chào quý vị và bạn. Sau đây là tôi, sau khi chúng tôi ký hợp đồng thì chúng tôi cho người về vị trí đất để khảo sát. Và sau một thời gian trao đổi về phương án với chủ nhà và dựng phối cảnh và bộ kiến trúc, bộ kết cấu với điện nước thì đây là bản vẽ đã hoàn chỉnh, gồm có hai quyển. Một quyển bản vẽ cho chủ nhà và một quyển bản vẽ cho thầu. Và bản vẽ này gồm có phần phối cảnh 3D. Phối cảnh 3D và sau đó là phần kiến trúc. Kiến trúc và phần kết cấu và phần điện, phần nước. Và mỗi phần được thể hiện rất chi tiết trong mỗi cuốn bản vẽ. Đấy, và đây hôm nay là ban giáo cho chủ nhà là anh Quý ở Vân Diên này. Quy trình 6 quy trình. Quy trình thì là 5 đang. Ok. Phi tạm thì mình theo trọng lượng đó, vì hình thép tròn, thép cuộn. Còn đối với cái thép từ phi 10 trở lên thì mấy thanh bao nhiêu thanh, chiều dài chỉ cho 11,7 là thủ thanh.